Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về một đất nước như các bạn đã thấy ở phần tiêu đề. Đất nước này có một đường biên giới siêu ngắn với một quốc gia láng giềng, chỉ dài có 150m mà thôi. 150m chứ không phải là 150km. 150m thì chỉ mất một vài phút để đi hết trọn vẹn đường biên giới này. Đây là đất nước của những chú voi châu Phi, không nơi nào có nhiều voi như tại đất nước của họ. Có lẽ là đất nước triệu voi theo đúng nghĩa đen chứ không phải là nước Lào. Đất nước này có mỏ kim cương có giá trị lớn nhất trên thế giới. Chào mừng đến với Botswana, hay đôi khi còn được gọi là Botswana. Botswana có tên chính thức là Cộng hòa Botswana. Đây là một quốc gia nội lục, có nghĩa là hoàn toàn không giáp biển. Nước này có đường biên giới chung với Nam Phi, với Namibia và với Zambia cũng như Zimbabwe. Đây là một đất nước có quan hệ rất là chặt chẽ với Nam Phi, chủ yếu dựa vào khai thác mỏ, đặc biệt là kim cương, chăn nuôi gia súc và du lịch. Đất nước châu Phi này thì có diện tích lãnh thổ lên đến 581.730 km², có nghĩa là hơn nửa triệu km² rồi, nhưng mà dân số chỉ là hơn 2,4 triệu người mà thôi. Vậy là họ có diện tích gần bằng Ukraine, nhưng mà dân số ít hơn Ukraine tới 17 lần. Chính vì lẽ đó, Botswana là một trong những quốc gia có mật độ dân số thưa thớt nhất ở trên hành tinh. Đây là một nước bảo hộ trước đây thuộc về Anh, và nền kinh tế và mức sống của đất nước này đang ngày càng được tiến bộ, ngày càng phát triển, thuộc vào hàng cao tại châu Phi. Đất nước này có cảnh quan đa dạng và con người thì đã sinh sống từ hàng ngàn năm rồi. Vì có lịch sử gắn bó với Vương quốc Anh nên ngôn ngữ chính thức của Botswana cũng là tiếng Anh. Ngoài ra, họ còn nói một ngôn ngữ chính thức nữa, đó là tiếng Setswana, là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thủ đô của Botswana là Gaborone. Thành phố này thì chỉ có dân số là 250.000 người mà thôi, tương đương với những quận ở thủ đô Hà Nội của chúng ta, thậm chí là còn ít hơn. Và thủ đô này thì cách biên giới của Nam Phi chỉ 15 km, một thành phố quan trọng ở Botswana, gắn liền với những câu chuyện về mặt giao thương, giao lưu văn hóa với Nam Phi. Botswana là một đất nước của thiên nhiên, bởi vì gần 40% diện tích của đất nước này được tạo thành từ các công viên quốc gia hoặc là những khu bảo tồn động vật hoang dã. Có rất nhiều nơi để những chú sư tử, những chú linh dương, những chú voi dạo chơi. Và điều quan trọng là đất nước này có một đường biên giới siêu ngắn, ngắn chỉ 150m đã thôi. Đó là đường biên giới giữa Botswana và Zambia. Đường biên giới này có sự hiện diện của một cây cầu, đó là cầu Kajungula. Vì sao đường biên giới này lại ngắn như vậy? Vì nơi này là điểm hội tụ của các con sông, ranh giới tự nhiên của hai nước. Nhìn từ bản đồ vệ tinh thì gần như không thể tìm thấy điểm này bởi nó quá bé. 150m đường biên giới thì chỉ gấp rưỡi chiều dài của một sân bóng đá mà thôi. Một người bình thường, một đứa trẻ cũng có thể khám phá toàn bộ tuyến biên giới trong thời gian siêu ngắn. Thậm chí một ngày khám phá một vài chục lần cũng là chuyện rất bình thường. Cũng nhìn từ vệ tinh thì chúng ta có thể thấy những đoạn thẳng ở đường biên giới của Botswana với các quốc gia láng giềng, thẳng tắp như là kẻ vạch. Vì sao lại thế? Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Botswana mà còn là câu chuyện chung của rất nhiều quốc gia châu Phi khác. Xét về lịch sử ở châu Phi thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng biên giới châu Phi là một sản phẩm bởi chủ nghĩa thực dân, họ đã phân chia thuộc địa ở châu Phi và sản phẩm này là do con người tạo ra. Trước đây châu Phi đất rộng, người thưa, chủ yếu sống du mục nên gần như là các nước không có đường biên giới với nhau. Họ thường xuyên nay đây mai đó nên biên giới quốc gia đối với họ là một khái niệm có ý nghĩa tương đối, một khái niệm không có ý nghĩa cụ thể giống như tại những châu lục khác. Mặt khác, những đường biên giới chúng ta biết rằng thường được tạo ra bởi những yếu tố tự nhiên như là núi, sông, ao, hồ để mà phân định. Nhưng mà châu Phi phần lớn là sa mạc, thế nên khi mà tạo ra biên giới thì chẳng có một cái cột mốc tự nhiên nào cả. Và người châu Âu khi vẽ lại biên giới châu Phi thì họ đã tạo ra những đường thẳng như vậy cho dễ phân chia. Quốc kỳ của Botswana cũng đầy thú vị. Đây là một lá cờ gồm có 5 giải màu. Giải màu ở giữa có màu đen với 2 đường viền trắng bao quanh. Và màu đen này thì tượng trưng cho chủng tộc của người dân Botswana. 2 màu sắc trắng đen này cũng được liên tưởng đến hình ảnh của con ngựa vằn, một loài vật hiện diện trên quốc huy của Botswana. Còn 2 phần màu lam nhạt có kích thước lớn thì tượng trưng cho lượng mưa, tượng trưng cho mơ ước của người dân Botswana, đó là mang theo những nguồn nước quý giá đến với đất nước này. Nước ở Botswana rất hiếm, vì nó hiếm nên nó rất là quý. Ở một đất nước châu Phi có diện tích phần lớn là sa mạc, thì nước chính là món quà lớn nhất mà thiên nhiên ban tặng.
Và ở đất nước này thì đồng tiền của họ, đơn vị tiền tệ của họ được gọi là Pula. Pula có nghĩa là mưa hoặc có nghĩa là phước lành ở trong tiếng bản địa của người Botswana. Mưa là tiền là mưa, nước và tiền quý như nhau. Để mà thấy được nước còn quý như thế nào nữa với người dân Botswana, thì ở Botswana có một sa mạc rất lớn. Sa mạc này bao phủ đến 70% diện tích của đất nước. Và tên sa mạc này là Kalahari. Kalahari khi mà dịch ra có nghĩa là sự thiếu nước khủng khiếp, dịch theo đúng nghĩa đen là như thế. Nói chung là cuộc sống của người dân Botswana thì đều liên quan đến nước, hoặc là mơ ước có nước, hoặc là rất thiếu nước. Sa mạc này có phần lớn diện tích được bao phủ bởi một lớp cát màu nâu đỏ. Dưới lớp cát này là một nền đất rất cứng. Đây là một sa mạc cũng giống như nhiều sa mạc khác thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm cực cao. Ban ngày trên 40 độ C, ban đêm thì xuống dưới 0 độ C. Đặc biệt là vào mùa xuân, nhiệt độ chênh lệch khiến cho chỉ có những đàn mối sa mạc mới có thể bò ra săn mồi ở trên sa mạc này mà thôi. Nhưng mà thực tế, vào những thời điểm thích hợp ở trong năm, đây lại là vùng đất chăn thả tuyệt vời sau mỗi mùa mưa. Ở sa mạc nhưng vẫn có mùa mưa. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Và những người thổ dân châu Phi, những người thổ dân Botswana cũng đã sống trong vùng đất khô cằn này từ hàng ngàn năm trước theo kiểu du canh du cư, chủ yếu bằng nghề săn bắt và hái lượm. Sau này thì họ mới tụ tập thành từng làng để mà sinh sống cạnh nhau. Ở trong sa mạc Kalahari có một vựa muối khổng lồ. Vựa muối này mang diện tích lên đến 12.000 km2. 12.000 km2 thì lớn hơn diện tích của rất nhiều đất nước rồi. Vựa muối này có tên là Magadi Gadi. Đây là một vựa muối thuộc loại lớn nhất nhì trên thế giới. Xưa kia thì khu vực này vốn là một vùng nước mênh mông, nhưng mà sau đó khoảng 10.000 năm trước, nước bắt đầu cạn, cuối cùng để lại những vũng muối khổng lồ như vậy. Bình thường thì trông rất là khắc nghiệt, nhưng mà mùa mưa đến thì sẽ có rất nhiều loài động vật đổ xô về đây. Và cảnh quan thường được thấy ở trên vựa muối này đó là hình ảnh của những chú hồng hạc. Những chú hồng hạc sẽ đến đây để kiếm ăn, sinh sản và nuôi dưỡng con non của mình. Và cuộc sống ở Botswana thì không chỉ có sự khắc nghiệt, nơi đây còn có đồng bằng nội lục lớn nhất trên thế giới. Thường thì nói đến đồng bằng, chúng ta nghĩ ngay đến những vùng đất ở ven biển. Nhưng đồng bằng nội lục có nghĩa là đồng bằng ở một khu vực không hề có biển. Đồng bằng này được coi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của châu Phi. Đồng bằng Okavango, đồng bằng nội lục nằm ở phía tây bắc của Botswana. Và đồng bằng này có diện tích là 15.000 km2. Nhưng đến giai đoạn ẩm ướt, giai đoạn mùa mưa thì diện tích có thể mở rộng lên đến 22.000 km2. Vùng này được bao phủ bởi thảm thực vật chủ yếu là đầm lầy, nơi sinh sống của nhiều loài động vật mà các bạn vẫn thường thấy trong các chương trình Thế giới động vật miêu tả về châu Phi. Đến Botswana, bạn sẽ được ngắm đầy đủ những cái loài động vật thuộc nhóm Big Five. Big Five là 5 loài động vật lớn gồm có sư tử, báo, tê giác, trâu và voi. Và đặc biệt ở đây thì Botswana có quần thể voi thuộc vào loại lớn nhất trên hành tinh tại vườn quốc gia Chobe. Nơi đây có hơn 120.000 con voi sinh sống. Nếu mà tính rộng ra tên toàn thể đất nước Botswana thì đất nước này có mật độ là 1,28 con voi trên mỗi km2. Một mật độ thực sự là rất đáng nể. Một đất nước mà gần như là đi đâu người ta cũng nhìn thấy những chú voi. Những chú voi, những loài động vật tạo nên một phần trong doanh thu từ du lịch của Botswana. Nhưng doanh thu lớn nhất của đất nước này lại tới từ kim cương. Ở mỏ kim cương có tên là Jiwaneng. Mỏ này dịch ra theo tiếng Botswana có nghĩa là nơi chứa các viên đá nhỏ. Đây là mỏ kim cương có giá trị lớn nhất trên hành tinh. Mỏ này sản xuất khoảng hơn 2 tấn kim cương mỗi năm. Hơn 2 tấn kim cương mỗi năm, bạn không nghe nhầm đâu. Mỏ còn có biệt danh là Hoàng tử mỏ và lần đầu tiên được khai thác từ năm 1982. Nhiều hoạt động khai thác thương mại kim cương thì Botswana từ vị thế là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới đã trở thành một trong những đất nước phát triển nhanh nhất tại châu Phi. Mỏ này có điểm rộng nhất lên tới 2 km và hàng ngày có hàng ngàn công nhân làm việc tại mỏ. Mỏ này còn có cả một bệnh viện riêng và một sân bay riêng. Cuối cùng, gần Việt Nam một chút, Botswana được mệnh danh là đất nước của những chiếc thúng. Ở phía bắc của Botswana thì phụ nữ trong các ngôi làng nổi tiếng với nghề thủ công là làm thúng. Và những chiếc thúng này thì chủ yếu được làm từ cây cọ của Botswana. Tính nghệ thuật của chúng cũng được nâng cao và với những người làm thúng tại Botswana, họ tự hào mình là những nghệ nhân.
Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về một đất nước xa xôi nhưng đầy thú vị tại châu Phi, đất nước Botswana. Ở một đất nước mà chúng ta có đường biên giới ngắn nhất trên hành tinh, một đất nước mà chúng ta có quần thể voi lớn nhất trên hành tinh, và một đất nước với muôn vàn những điều thú vị khác cũng như mỏ kim cương có giá trị lớn nhất ở trên hành tinh. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.